Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube Vi Tín Aqua. Và tôi là Nguyễn Văn Vinh. Tiếp tục ra một farm nuôi để hỗ trợ người nuôi về con cá biển. Thực tế khi chúng ta khi đi làm dạy con nuôi và đặc biệt là những đối tượng cá biển thì nó cũng chỉ xoay quanh một số vấn đề mà mình đã tổng hợp ở rất nhiều video. Thứ nhất là chúng ta cần quan tâm đến yếu tố con giống, thì thứ hai là chúng ta quan tâm đến cái kỹ thuật của người nuôi, cũng như là cái chương trình tổng hợp về kế hoạch nuôi, chương trình chăm sóc sức khỏe, chương trình quản lý các yếu tố nguy cơ. Nói chung vào đó là cái kỹ thuật nuôi. Cái thứ ba là chúng ta cần quan tâm đến thức ăn, và cái thứ tư là quan tâm đến môi trường. Thì trong môi trường thì có những cái thời điểm nắng nóng, thời điểm giao mùa, nắng mưa thất thường, và những thời điểm trời chuyển sang mùa lạnh, gọi là mùa đông, khi nhiệt độ nước xuống thấp. Thì chúng ta quan tâm đến bốn cái yếu tố đấy thì chúng ta sẽ xây dựng những cái chương trình, những kế hoạch để chúng ta quản lý những yếu tố nguy cơ, làm sao cho nó có cái kế hoạch cũng như bài bản nhất, và dựa trên cái nền tảng khoa học cũng như các đặc điểm về khí hậu, đặc điểm về thủy lý thì hóa vùng nuôi, và cái gọi là cái lịch sử của vùng nuôi đó, để chúng ta có những cái xây dựng những chương trình quản lý làm sao cho phù hợp với từng điều kiện của vùng nuôi và farm nuôi của mình. Thì với cái bài này ấy, thì mình cũng sẽ phân tích trên những cái nền tảng về thực tế, lý thuyết, và kết hợp với cái cơ sở khoa học vốn có của nghề nuôi biển và dinh dưỡng cũng như bệnh học thủy sản, để chúng ta có một cái nhìn tổng quan và khách quan với cái điều kiện nuôi hiện nay đang rất khó khăn. Như chúng ta đã biết thì trong thời điểm hiện vào thời điểm giao mùa, bắt đầu vào mùa thu và mùa đông, nhiệt độ nước bắt đầu nó xuống thấp, thì các đối tượng nuôi trồng thủy sản đều có cái xu thế là chậm lớn hơn. Tại vì như tôm và cá đều là những động vật biến nhiệt, thì khi mà nhiệt độ nước xuống thấp thì có nghĩa rằng là cái quá trình trao đổi chất cũng sẽ chậm lại. Như vậy là nhu cầu về dinh dưỡng cũng như nhu cầu nhu cầu về năng lượng nó sẽ giảm đi, nhưng mà nhu cầu dinh dưỡng thì vẫn phải đảm bảo, cho nên là cái lượng thức ăn chất lượng là vẫn phải được duy trì, nhưng cái lượng thức ăn đưa vào cơ thể hàng ngày nó sẽ giảm xuống. Đấy, chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề là như vậy, có nghĩa là chúng ta phải đưa cái thức ăn phù hợp với đặc điểm sinh học của loài đó, đặc điểm tiêu hóa của loài cá đó hay là loài thủy sản đó, nhưng cái lượng thức ăn đưa vào hàng ngày sẽ giảm. Lý do đó là khi cá và tôm là động vật biến nhiệt, như vậy là trời lạnh thì sẽ cái quá trình trao đổi chất nó sẽ giảm, như vậy là cái lượng thức ăn cũng sẽ giảm, cái năng lượng sẽ giảm, nhưng mà cái chất lượng và dinh dưỡng là phải đảm bảo. Chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề đó để chúng ta không bị nhầm lẫn. Đấy, thì khi mình phân tích tổng quan như vậy dựa những cái yếu tố mà vừa mình có giới thiệu ở cái đầu video á, thì thứ nhất về con giống là chúng ta lựa chọn đầu năm rồi thì chúng ta không nói tới nữa, chúng ta phải lựa chọn con giống có nguồn gốc rồi, ở nơi có uy tín rồi, đấy thì tôi không nói nữa. Nhưng mà tiếp tục là đến cái vấn đề về kỹ thuật, thì những cái chương trình quản lý như thế nào. Đấy, ví dụ, đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái chương trình cho ăn, chúng ta phải lập ra một cái bảng từng tháng một, để chúng ta phải có một cái chương trình cho ăn từng giai đoạn, từng kích cỡ viên, và muốn quản lý tốt thì chúng ta phải tiến hành kiểm soát được cái lượng hao hụt, cái lượng cá đầu vào, lượng hao hụt hàng ngày và cái tăng trưởng hàng tuần, hàng tháng. Nên là chúng ta phải quan tâm được cái ADG, cũng như là cái tăng trưởng theo ngày, để chúng ta tính toán cái khẩu phần ăn hợp lý cho cái tháng đó và các tháng tiếp theo. Đấy là cái chương trình cho ăn. Còn cái chương trình quản lý sức khỏe thì chúng ta cũng phải có những chương trình đặc biệt, rõ ràng. Ví dụ như chúng ta phải có cái chương trình phòng bệnh,
bằng có thể là kháng sinh, vitamin C, các sản phẩm hỗ trợ ví dụ như enzyme, thì ủ hàng ngày như mình giới thiệu qua rất nhiều video, giải độc gan, cũng tăng cường chức năng gan, chúng ta cũng bổ sung định kỳ 2-3 ngày một lần. Sổ ký sinh trùng thì chúng ta cũng phải sổ nửa tháng, một tháng chúng ta cũng phải tiến hành một lần. Tất cả những cái yếu tố đó nó hội tụ lại thì sẽ làm cho con cá và con tôm có một hệ tiêu hóa tốt, khỏe, thì sẽ hấp thụ tốt thức ăn. Và như vậy là khi mà hấp thụ tốt thức ăn thì đương nhiên rằng nó sẽ kéo theo rất nhiều lợi ích. Ví dụ như là cái quá trình phát triển về khung cơ thể nó sẽ được đảm bảo, không bị gián đoạn. Cái thứ hai là cái hệ miễn dịch cũng sẽ được nâng cao. Thứ ba là hệ enzyme cũng sẽ được gọi là bổ sung đầy đủ qua các giai đoạn phát triển của cá, từ giai đoạn nhỏ đến giai đoạn lớn. Và hệ hormone điều tiết tất cả mọi vấn đề về chống sốc hay là các vấn đề về nội tiết của con cá đều được đảm bảo. Đấy là những cái lợi ích rất tốt khi một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh, một hệ và chúng ta quản lý tốt cái chương trình chăm sóc sức khỏe, chương trình cho ăn, nó sẽ tạo ra một cái lợi ích như vậy, sẽ là một cái nền tảng để con cá phát triển đồng đều. Nó chính là cái cơ sở để chúng ta sẽ tăng được tỷ lệ sống, tăng được cái tốc độ tăng trưởng, từ đó nó giảm cái hệ số thức ăn. Tại vì hệ số thức ăn là một cái gọi là cái chi phí thức ăn ấy, dành cho một vụ nuôi chiếm đến 75-85% tổng chi phí. Như vậy khi chúng ta quản lý được cái lượng thức ăn, quản lý được sức khỏe, tăng cường được tỷ lệ sống, tăng cường được tốc độ tăng trưởng, thì đồng nghĩa với cái chi phí thức ăn nó sẽ giảm đi rất nhiều. Đấy chính là cái mà chúng ta hướng tới, và để chúng ta sẽ giảm được cái chi phí trong một vụ nuôi. Như vậy thì chúng ta sẽ không lo về giá. Đấy mới là cái mà chúng ta muốn hướng tới, gọi là phát triển bền vững đấy ạ. Tiếp theo mình muốn nói tới đó là cái vấn đề thức ăn. Thì như vừa nãy mình đã nói rồi, thức ăn nó phải phù hợp với đặc điểm dinh dưỡng của từng loài, chứ không phải một cái loài cá dữ thiên về ăn động vật, chúng ta lại đưa cái cám có độ đạm thấp và thành phần nguyên liệu chủ yếu là từ thực vật được, và ngược lại. Tại vì con cá biển và con cá nước ngọt hay con tôm thì cái quá trình gọi là chuyển hóa năng lượng nó cũng có một chút khác nhau. Ví dụ như cá biển thì nó uống nước và thải muối, như vậy là cái gọi là cái năng lượng, nó mất một cái chi phí năng lượng khá là nhiều để duy trì cái áp suất hấp thấu trong cơ thể. Và đặc biệt là con cá biển nó ngưỡng oxy cao và hoạt động hàng ngày rất là nhanh, đặc biệt như con cá chim thì chúng ta thấy nó bơi liên tục như vậy. Thì người ta tính được cái chi phí năng lượng để duy trì hoạt động sống trong một ngày của con cá chim nó sẽ dao động từ 3.000 đến 3.500 kilocalo trên một ngày. Như vậy là cái mức năng lượng nó bằng một người có trọng lượng là 75-80 kg. Các bạn thấy không? Nó rất là tiêu tốn năng lượng. Như vậy chúng ta không thể sử dụng một cái thức ăn có độ đạm 30 đạm vào đây được, mà chúng ta phải sử dụng thức ăn ít nhất là 43-45 đạm. Đó, các bạn cần phải lưu ý rõ cái vấn đề này. Tiếp theo cái yếu tố môi trường thì chúng ta phải chú ý là khi mà cái giai đoạn mà thời điểm, đặc biệt là những thời điểm nắng nóng, thì chúng ta phải, lúc này là cái nhiệt độ nước tăng cao, tảo dễ nở hoa. Như vậy là cái lượng oxy và pH cũng như cái lượng khí độc nó sẽ diễn biến một cách rất bất thường. Chúng ta cần phải chú ý những vấn đề như vậy để chúng ta tiến hành có thể san thưa mật độ, giãn thưa bè. Những thời điểm mà tảo bùng phát cũng như trời nắng nóng thì chúng ta phải có những chương trình, ví dụ như chúng ta phải lắp đặt hệ thống oxy. Bây giờ cái này là mình khuyến cáo nha, mình khuyến cáo cái này đấy. Tại vì cái này nó khá là hiệu quả khi mà có xảy ra hiện tượng gọi là tảo nở hoa. Như này, lúc này là cái NO2 nó tăng cao, pH thì nó giảm và độc tính của NO2 tăng rất là nhanh. Và cá thì là động vật máu đỏ thì nó sẽ có hemoglobin, nó sẽ liên kết chất bền với khí độc. Như vậy nó sẽ đầu độc con cá. Thì lúc này oxy có dầu chăng nữa thì cũng vẫn sẽ xảy ra cái tình trạng cá bị ngộ độc. Các bạn cố gắng lưu tâm. Và nó cứ diễn ra liên tục như vậy thì đương nhiên là con cá nó sẽ yếu, và lúc này các bệnh cơ hội như nhiễm khuẩn, nhiễm nấm nó sẽ tăng cao rất là nhanh, nó tăng sinh. Như vậy sẽ gây những thiệt hại mà rất là khôn lường. Các bạn phải hết sức để ý.
Tiếp theo là khi vào trời lạnh thì lúc này như mình đã nói ở đoạn đầu video thì nó sẽ làm cho con cá cái khả năng mà trao đổi chất nó giảm. Như vậy lúc này chúng ta phải duy trì được cái chất lượng thức ăn nhưng mà lại chúng ta lại giảm ăn, giảm cữ. Thậm chí khi trời nhiệt độ xuống 24-23 độ thì chúng ta có thể cắt cữ sau khoảng 2-3 ngày chúng ta cho ăn. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm rất là rõ ràng. Thì bên công ty Việt Tín Aqua sẽ cung cấp cho các bạn những giải pháp, những tư vấn rất thực tế về kỹ thuật nuôi cũng như cái chương trình quản lý chăm sóc, và giải thích cho các bạn cái cơ sở khoa học về các sản phẩm để hỗ trợ nâng cao sức khỏe của vật nuôi. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể đăng ký kênh và comment bên dưới, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở trên kênh, theo có thể các bạn có kết bạn Zalo, nhắn tin trực tiếp với mình có thể sẽ cùng các bạn tháo gỡ những cái thắc mắc mà chúng ta đang những vấn đề chúng ta cần phải chia sẻ để chúng ta tháo gỡ. Hoặc chúng ta có thể truy cập vào trang web của công ty vietinaqua.vn. Tất cả mọi thông tin đều được cập nhật ở trên trang web như vậy, và chúng ta có thể liên hệ trực tiếp. Còn video cũng khá là dài rồi, chúng ta có thể dừng lại ở đây và chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn nếu ai quan tâm bằng hình thức trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có một vụ nuôi thành công và sức khỏe dồi dào. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.